điều đáng buồn là hiện tượng đốt rác và xả thải không đúng nơi quy định đã xảy ra ở những nơi công cộng. Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho bé Như Hoàng Thị Thanh Tinh của mình ạ. Thank you.
cái tiết mục biểu diễn thật là vui để gửi đến các cô chú anh chị và các bạn tham gia cái chương trình hôm nay. Xin mời nhà pháo tay để chúc mừng em Ví Dụ chưa hoàn thành phần diễn thuyết của mình. Thank you.
Thank you.
đâu ta? À, anh tụi nhớ ra rồi. Chị Hằng á là do là sáng này đi xe buýt cho nên là chưa tới. Chắc là bị trễ xe rồi. Thôi ông mấy giờ có chú Cụi không? Các bạn chơi với lại chú Cụi, đồng ý không? Bạn nào đồng ý với chú Cụi một tràng vỗ tay đi nè. Rồi, ngay giờ đây, bạn nào muốn chơi với chú Cụi trò chơi, chúng ta bước lên sân khấu. Ông dặn 10 chiếc đếm nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bây giờ là tới tất cả các bạn nam sẽ thi
được những câu hỏi của chú cụ đưa ra thì bạn đó sẽ được một phần quà, đồng ý không? Rồi các bạn nhỏ hôm nay chúng ta di chuyển xuống bên đây nè, đây chưa? Thôi bây giờ để trật tự hơn nè, tôi bảo tất cả các bạn nhỏ chúng ta ngồi xuống. Bây giờ sẽ có một số câu hỏi, nếu như bạn nào trả lời được thì chúng ta sẽ có được một phần quà, đồng ý không? Bạn nào đồng ý cho chú cười một tràng pháo tay. Đây, quay mắt ra ngồi dễ thương quá à. Rồi ngồi quay mặt ra phía trước nè, chúng ta quay mặt ra phía trước đi. Đây, ngay ngắn nha. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: bạn nào trả lời được thì chú cười sẽ nói là đếm 1, 2, 3. Bạn nào giơ tay trước thì bạn đó sẽ thắng, bạn đó sẽ trả lời, được chưa? Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Dạ trước khi đặt câu hỏi thì em xin nhờ ban tổ chức chuẩn bị quà giùm em ạ. Xong chưa? Còn bạn nào ở phía dưới các bạn muốn lên đây trả lời câu hỏi không nè? Rồi bây giờ tất cả các bạn chúng ta ngồi xuống nha. Khi nào ngồi xuống sau thì chú người mới cho câu trả lời cho các bạn câu hỏi các bạn. Là chưa bình thường chưa? Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sao? Chú cụi bay lên trung trăng đem theo vật gì? Đầu tiên chưa mình còn ABCD nữa. Đầu tiên đó là chiếc xe đạp điện. Hai là đem theo cái điện thoại. Ba là đem theo cái đá. Chưa. Thực nào chú cụi đó là 1, 2, 3 nha. Thì là chú cụi điểm 1, 2, 3 là cái gì giơ tay nha. Rồi như vậy nè, ngồi xuống mình ngồi xuống các bạn ơi, mình ngồi xuống vậy chứ. Một, chưa mới một nè. Một, hai, chưa có hai à. Ba, rồi có một bạn nhỏ rồi, các bạn ngồi xuống. Rồi chúng ta ngồi xuống nha. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi xuống để nghe câu trả lời của bạn. Vậy thì em giới thiệu em tên gì? Cường. Rồi Cường, hãy cho chú Cùi và các bạn ở đây biết là câu trả lời đó là: chú Cùi bay lên trung trăng, chú Cùi đem theo vật gì trong ba câu đáp án đó? Cây đa. Nó lớn lên cái gì nè? Dạ cây đa. Đúng không các bạn? Đúng rồi, đúng. Cho bạn Cường một tràng pháo tay. Một phần quà cho bạn Cường nha. Như vậy thì trong sự tích trung thu thì chú Cùi bay lên trung trăng đem theo cây đa. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta ngồi xuống để nghe lại câu hỏi số 2 nha. Đúng rồi, bây giờ chúng ta ngồi xuống, các bạn ngồi xuống tương tự rồi chúng ta mới nghe câu trả lời tiếp theo, câu hỏi tiếp theo nha. Đây chưa? Rồi câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Im lặng mới nghe nha. Rồi tương tự chưa nè. Rồi bây giờ câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Chị nha. Biết chị Hằng không nào? Đây, chị Hằng nuôi con vật gì? 3, 2, 1, 3, 2. Chưa, chú bỏ thuốc rồi, đừng bỏ tay thuốc này nha. Bây giờ anh ngồi trên ngoài các bạn chúng ta ngồi xuống. Bây giờ bạn nào anh ngồi ngoài các bạn trả lời thì các bạn mới được đứng nha. Đây chưa, mình đứng chưa? 3, 2, 1. Rồi, có câu trả lời rồi, bây giờ tất cả các bạn chúng ta ngồi xuống để nghe câu trả lời nha. Rồi các bạn ngồi xuống nè. Rồi bây giờ câu trả lời đó là: chị Hằng nuôi con vật gì? Con hổ thần. Con hổ thần hả? Nó màu gì ta? Màu trắng. Màu trắng hả? Nó màu xanh được không? Không. Cái màu xanh luminous. Không. Màu trắng sen. Không. Màu đỏ bầu. Không. Vậy chứ nó màu gì? Trắng. Thỏ trắng. Thỏ trắng đây còn gọi là thỏ gì ta? Thỏ ngọc, đúng rồi, bạn cũng trả lời đó là chị Hằng nuôi con thỏ đúng không? Đó là đáp án chính xác, một phần quà cho bạn. Đây, các bạn ngồi xuống, mình sẽ có hai câu hỏi nữa nha. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Có ai lắng nghe câu hỏi không ta? Rồi, chúng ta ngồi xuống mới nghe được câu trả lời nha. Được chưa? Rồi, câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Trung thu ở Việt Nam nha. Trung
cô ở Việt Nam. Các bạn nhỏ hay chơi lồng đèn gì? Lồng đi chưa? Lồng đi. Lồng đèn con cá. Hai, lồng đèn pin. Ba, lồng đèn ngôi sao. Ngồi xuống nha, các bạn ngồi xuống, các bạn đừng tự, các bạn không tình cứ nghe câu hỏi cuối cùng được. Đấy chứ, câu hỏi có nội dung như sau. Trong truyền thuyết quân vũ của Việt Nam có bao nhiêu nhân vật? 3, 2, 1. Rồi rồi, rồi được rồi, có đồng nha. Có đồng nha, rồi. Bây giờ chúng ta ngồi xuống nghe trả lời nha. Rồi con giới thiệu với con tên gì? Con tên là Vi. Bạn Vi, bạn Vi trả lời đi. Bạn Vi thấy rằng là chuyện cổ tích hay là những cái chuyện truyền thuyết của đời công phu ở Việt Nam thì có bao nhiêu nhân vật nè? Có ba nhân vật. Nhân vật nào ta? Chữ Hàn. Chữ Hàn là ai nữa? Chú Tờ. Rồi ai nữa? Như vậy thì chúng ta sẽ có ba nhân vật, đó là chị Hằng, chú Cùi và Thỏ Ngọc. Bạn đã trả lời được, chúng ta cho một tràng pháo tay được không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi cho bạn nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi tiếp theo, đồng ý không? Rồi, nếu như chơi trò chơi tiếp theo thì các bạn phải ngồi xuống từ từ. Đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Được chưa? Bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta phải chơi được trò chơi nha. Đây chứ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là nếu như một đoạn nhạc nổi lên, chúng ta sẽ nhảy. Khi đoạn nhạc tắt đi và các bạn còn nhảy thì các bạn sẽ bị loại, đồng ý không? Các bạn phải đứng tượng nha. Dạ, bây giờ chúng ta xin một đoạn nhạc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình trò chơi. Rồi các bạn đừng tự chưa? Rồi xin đàn ngay ngắn đi. Các bạn xin đàn ngay ngắn đoàn cuộn. Chúng ta sẽ đàn 4 em nha. Đừng tự chưa? Chúng ta bắt đầu nghe nhạc nha. Nhạc tắt. Thì chúng ta phải đứng nha. Rồi người ta lùi lùi cũng sao? Người ta lùi cũng sao? Rồi các bạn ơi. Rồi tụi con bây giờ, tụi con có biết từ này lại chưa? Khi nào nhạc tắt thì các con phải đứng im. Bạn nào không đứng im thì bạn có thể bạn về chỗ được chưa? Đây, lại nha. Dạy cho em nhẹ. Chúng ta nhảy nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta sẽ lựa chọn ra những bạn nào ưu tú nhất. Rồi, ở phía sau ơi. Rồi, bây giờ chúng ta nhạc bắt đầu. Tắt nhạc. Rồi, ví dụ như phía sau, chúng ta về chỗ nè. Rồi, các bạn hay quá à. Các bạn chơi hay quá à. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi khác đi nha. Bây giờ anh Tuấn xin mời tất cả các bạn chúng ta về chỗ nha.